Phong Thủy Tâm Nguyên xin gửi lời chào đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn chúng ta đang theo dõi kênh chia sẻ kiến thức của Phong Thủy Tâm Nguyên. Và trong ngày hôm nay thì Đức Trung sẽ cùng trao đổi đến các cô chú anh chị về một trong những cái nhu cầu rất là cấp thiết của tất cả các cô chú anh chị đặt đến Phong Thủy Tâm Nguyên trong thời gian vừa rồi, đó là chúng ta sẽ sử dụng các loại tranh phong thủy như thế nào để treo trong nhà, đúng không ạ? Và bất cứ ai trong số các cô chú anh chị chúng ta đều muốn trang trí cho ngôi nhà của chúng ta trở nên trang hoàng hơn, đẹp hơn. Và đặc biệt là đã sử dụng tranh thì làm sao là ứng dụng phong thủy nó thật đúng để chúng ta sử dụng các loại tranh làm sao là phù hợp thẩm mỹ cũng như là đúng với các tiêu chí trong phong thủy. Vậy thì chúng ta nên treo bức tranh đó ở đâu, sử dụng các loại tranh như thế nào và treo tranh gì, đúng không ạ? Đó là những câu hỏi đơn giản nhất nhưng lại là quan trọng nhất. Và ngày hôm nay Đức Trung sẽ cùng trao đổi đến các quý độc giả, các cô chú anh chị một số những cái loại tranh quan trọng và chúng ta ứng dụng phong thủy như thế nào nhé. Cái đầu tiên chúng ta phải nhắc đến đó là khi mà sử dụng các loại tranh thì ngoài cái việc thẩm mỹ thì chắc chắn một điều đó là người ta nói là có hình thì sẽ có khí, tức là cái hình tượng của bức tranh nó sẽ tạo ra yếu tố về năng lượng, tạo ra yếu tố về trường khí tại khu vực đó. Và do đó rằng là nếu chúng ta sử dụng các bức tranh mà nó có sự hiệu quả trong việc ứng dụng phong thủy thì nó sẽ giúp cho cái không gian của chúng ta trở nên hài hòa và đẹp hơn cũng như là tốt hơn về yếu tố phong thủy. Và cũng dĩ nhiên nếu như chúng ta sử dụng một số các loại tranh không hợp lý thì biết đâu đó cũng sẽ tạo ra những cái điều nó không được thuận lợi trong cuộc sống chẳng hạn. Và dĩ nhiên rằng là ai cũng muốn cuộc sống này trở nên thuận lợi hơn, có nhiều sức khỏe hơn, nhiều tài lộc hơn, nhiều thêm quý nhân tương trợ cũng như là may mắn hơn trong công việc, may mắn hơn trong yếu tố về đào hoa hòa hợp chẳng hạn, thì ứng dụng tranh phong thủy cũng là một trong những cái ứng dụng rất là hay. Và điều này thì chúng ta cùng lắng nghe cũng như cùng tìm hiểu xem nhé. Có 3 cái không gian mà các cô chú chị có thể ứng dụng để mà treo các loại tranh phong thủy, và Đức Trung sẽ cùng trao đổi đến các cô chú chị các cái không gian đó. Thứ nhất đó là không gian phòng khách, cái thứ hai đó là không gian phòng ngủ và cái thứ ba đó là không gian phòng thờ. Và dĩ nhiên với mỗi một không gian khác nhau thì các loại tranh khác nhau chúng ta sử dụng cũng theo những cái mục đích khác nhau. Ví dụ chẳng hạn tranh phong thủy mà treo tại phòng khách thì chắc chắn có điều chúng ta mong muốn rằng là sẽ có nhiều cái yếu tố về tài lộc, sẽ có nhiều cái yếu tố về quý nhân tương trợ, ngoài ra nó khoe ra được cái không gian phòng khách nhà chúng ta, đúng không ạ? Tuy nhiên rằng là nếu như không gian trong phòng ngủ thì sao? Trong phòng ngủ đó là không gian riêng tư, đó là không gian của vợ chồng hoặc không gian của cá nhân tôi, do đó rằng là chúng ta cũng không có cần phải khoe ra các bức tranh liên quan đến việc kích hoạt tài lộc. Nhưng phòng ngủ lại là một nơi mà chúng ta dễ dàng để mà kích hoạt thêm yếu tố về hòa hợp vợ chồng hoặc là tăng thêm yếu tố về đào hoa nhân duyên đối với những ai mà đang cô đơn, đúng không ạ? Do đó phòng ngủ lại là nơi để chúng ta kích hoạt yếu tố về đào hoa và hòa hợp tình duyên ha. Còn đối với phòng thờ thì đây lại là nơi mà không gian riêng tư nhất của một gia đình, không phải người lạ nào cũng được đến phòng thờ của gia đình mình, đúng không ạ? Và phòng thờ là nơi trang nghiêm để chúng ta tôn kính các vị thần linh hoặc là gia tiên tiền tổ nhà chúng ta. Vậy thì sử dụng các bức tranh nào trong phòng thờ để kích hoạt yếu tố về âm phần, phúc phần, âm hỏa thì đấy là một trong những câu hỏi rất lớn của các cô chú anh chị đặt ra. Ngoài ra, một trong những ứng dụng trong phong thủy chúng ta sử dụng tranh đó là sử dụng tranh để mà hóa giải sát khí. Vậy thì những sát khí nào mà chúng ta cần phải hóa giải thì Đức Trung cũng sẽ chia sẻ đến các cô chú anh chị trong video này. Chúng ta cùng đi vào không gian đầu tiên, đó là không gian phòng khách. Với phòng khách là nơi mà người ta gọi là minh đường, đúng không ạ? Tức là chúng ta đi từ ngoài cửa chính vào là chúng ta có thể bắt gặp ngay không gian phòng khách. Và đây là không gian mà bất cứ ai cũng muốn khoe ra được cái vẻ đẹp của cả ngôi nhà mình và sử dụng loại tranh nào để tăng thêm yếu tố về tài lộc và cũng như là để các vị khách có thể là thưởng ngoạn cái không gian phòng khách chúng ta là một câu hỏi rất lớn. Vậy thì đối với phòng khách, thường chúng ta sẽ cần phải sử dụng một số loại tranh và treo ở những cái vị trí sau. Thứ nhất đó là vị trí tài lộc, thứ hai đó là vị trí quý nhân trong gia đình. Đối với vị trí tài lộc và vị trí quý nhân thì Đức Trung cũng như Thầy Tam Nguyên đã chia sẻ đến các cô chú chị nhiều trong những video trước đó về cách mà xác định các vị trí phương tài lộc và phương quý nhân theo thiên can của mỗi người rồi, đúng không ạ? Vậy thì ở những vị trí này chúng ta sẽ sử dụng các bức tranh như thế nào? Có nhiều loại tranh phong thủy khác nhau, tuy nhiên rằng là chúng ta nên lưu tâm sử dụng một số loại tranh để tăng cường thêm yếu tố về tài lộc cũng như là về cái quý nhân tương trợ cho gia đình mình. Ví dụ như một số loại tranh như là tranh về tranh tài lộc, ví dụ như là những tranh mang hình tượng của cây tiền vàng hoặc là những bức tranh của các dòng đá quý khác nhau mang những cái âm hưởng liên quan đến sự bình yên hoặc là mang những âm hưởng liên quan đến tài lộc. Ví dụ như là tranh một số những bức tranh mà Đức Trung nhận thấy rằng là trong thời gian gần đây rất nhiều các cô chú chị cũng có sự lựa chọn, ví dụ như tranh quê hương, là những bức tranh quê hương được khảm bằng những loại đá quý khác nhau như là đá ruby hoặc là đá sapphire hoặc là đá cẩm thạch, rồi là mã não, là những loại tranh mà được khảm từ rất nhiều loại đá quý khác nhau có năng lượng rất tốt. Và với một bức tranh quê hương mà mang cái sự bình yên như vậy thì nó cũng giúp cho cái không gian chúng ta trở nên đẹp hơn, và những loại đá quý như thế nó tượng trưng cho sự tiền của tài lộc, đúng không ạ? Và nó sẽ giúp cho cái không gian chúng ta hài hòa và tăng cường thêm yếu tố về tài lộc. Và nhớ là treo bức tranh này tại phương vị tài lộc của gia chủ nhé. Hoặc là một số các bức tranh khác để mà tăng cường thêm cái
quý nhân tương trợ, ví dụ như bức tranh về các loại hoa quý hoặc là những bức tranh liên quan đến thần tài hoặc tài lộc thì cũng sẽ giúp cho cái yếu tố tăng thêm cái quý nhân tương trợ cho mỗi gia chủ và treo tại phương vị quý nhân. Và một số các cái bức tranh thì chúng ta cũng cần phải lưu tâm trong phòng khách như thế này. Mỗi một cái phương vị khác nhau thì nó chủ quản bởi cái yếu tố về khí khác nhau, liên quan đến ngũ hành của hậu thiên bát quái và cũng như liên quan đến các con giáp ở cái vị trí đó, đúng không ạ? Đức Trung lấy một ví dụ như này để các cô chú anh chị tránh cái việc chúng ta chọn lựa sai tranh cũng như là treo nhầm vị trí nhé. Ví dụ như ở cái vị trí phương Bắc, đúng không ạ? Chúng ta biết rằng là vị trí phương Bắc ngũ hành thuộc thủy và có đóng quản tại đấy là con giáp Tý tại phương chính Bắc. Như vậy rằng là nếu như trong một số gia đình chúng ta lại lựa chọn các bức tranh ví dụ như mã đáo thành công chẳng hạn. Dĩ nhiên bức tranh mã đáo thành công là một trong những bức tranh có ý nghĩa rất tốt, chúng ta hoàn toàn có thể treo tốt tại phương vị tài lộc. Nhưng chúng ta cần phải lựa chọn thêm một cái tiêu chí nữa, đó là không nên treo ở cái phương vị chính Bắc, tức là phương vị Tý. Bởi thứ nhất là xét về địa chi tương xung là Tý Ngọ có sự tương xung. Do đó rằng là chúng ta không nên treo ở cái vị trí là phương chính Bắc nếu như với bức tranh là mã đáo thành công, đúng không ạ? Hay là đối với một số các gia chủ chúng ta treo những bức tranh liên quan đến tranh có yếu tố về gì nhỉ? Có yếu tố về thủy, đúng không ạ? Ví dụ bức tranh liên quan đến sông suối hoặc là tranh có yếu tố về biển lớn, đúng không ạ? Nhưng chúng ta hoặc là bức tranh về thuận buồm xuôi gió, một chiếc thuyền lớn ra khơi ở ngoài biển, đúng không ạ? Mang yếu tố hành thủy mà chúng ta lại treo ở cái phương nam, đúng không ạ? Phương nam ngũ hành thuộc hỏa thì nó có cái yếu tố ở đây, đó là sự xung khắc về ngũ hành, nó cũng không có được tốt cho lắm. Do đó rằng là các cô chú chị chúng ta nên lựa chọn đúng các loại tranh, cũng như tốt nhất là nên có sự tư vấn từ phía chuyên gia thì nó sẽ đạt cái sự hiệu quả cao hơn. Ngoài ra các cái phương vị khác, ví dụ như các cái phương vị tứ chính nhé, ví dụ như là chính Bắc, chính Nam, rồi là chính Đông, chính Tây, đúng không ạ? Ví dụ chính Đông lại là phương vị của con giáp Mão, do đó chúng ta lại treo một bức tranh mà có các chú gà trống ở đây chẳng hạn, thì Mão Dậu tương xung, do đó rằng là cũng không có được hợp lý. Hoặc là nếu như chúng ta lại ở phương chính Tây là phương vị của chính Dậu chẳng hạn, là con giáp dậu là nằm ở phương vị chính Tây, mà tại phương vị này chúng ta treo những bức tranh này có hình ảnh của những chú mèo con thì có khi nó không được hợp lý. Đó là những cái nguyên tắc cơ bản trong phong thủy mà chúng ta cần phải chú ý. Ngoài ra thì các bức tranh khác liên quan đến bức tranh liên quan đến tứ quý, đúng không ạ? Xuân hạ thu đông hoặc tùng cúc trúc mai là những bức tranh nó thể hiện rất rõ liên quan đến yếu tố về sự bình yên, thái bình thịnh trị, rồi là các cái bức tranh liên quan đến sự bình yên tài lộc. Như vậy chúng ta hoàn toàn là lưu tâm để treo tại các phương vị tài lộc của mình rất là tốt. Tuy nhiên cũng cần phải có cái sự đối xứng và đối chiếu thêm một số những cái thông số khác nữa để chúng ta có cái việc quyết định một cách chính xác hơn. Đó là cái việc mà chúng ta lưu tâm treo ở phòng khách. Đối với cái việc đó là chúng ta treo tranh ở trong phòng ngủ, như Đức Trung nói, trong phòng ngủ là cái nơi mà chúng ta cần phải có sự không gian riêng tư của cá nhân vợ chồng hoặc của cá nhân bất cứ ai, đúng không ạ? Và tại nơi đây thì chi rằng là chúng ta nên tập trung cho những yếu tố để làm nào tăng cường thêm yếu tố hòa hợp vợ chồng, cuộc sống hòa hợp trở nên là tốt đẹp hơn, vợ chồng có cái sự hòa hợp trong lời ăn tiếng nói, hoặc các cá nhân mà vẫn còn trong quá trình cô đơn và muốn tìm nửa kia trong cuộc sống của mình thì chúng ta hãy lưu tâm kích hoạt thêm cái yếu tố về hòa hợp, hay còn gọi là tình duyên, hay còn gọi đào hoa ở trong không gian phòng ngủ chúng ta. Thì chúng ta biết rằng là phương vị đào hoa nó sẽ tính theo cái phương vị, tính theo bộ tam hợp, đúng không ạ? Ví dụ như thân Tý Thìn thì đào hoa cư Dậu, đúng không ạ? Rồi là hợi Mão Mùi thì đào hoa cư Tý, Tỵ Dậu Sửu thì đào hoa tại Ngọ, đúng không ạ? Hoặc là Dần và Tuất thì đào hoa tại Mão. Đây đều là những vị trí chính cung, chính hướng ở trên cái mặt la bàn, hoặc là chính hướng trên cái việc chúng ta xét đông tây nam bắc, đúng không ạ? Thì tất cả các vị trí chính hướng này thì đều là những cái vị trí cung đào hoa xét theo từng cái bộ tam hợp. Lấy ví dụ chẳng hạn, nhà cô chú chị có một cậu thanh niên sinh năm 1997 Đinh Sửu chẳng hạn, đến tuổi cập kê lấy vợ lấy chồng rồi, nhưng mà cậu này vẫn chưa chịu là lấy vợ luôn, cũng chưa chịu là đi tìm hiểu bạn đời cho mình chẳng hạn, mà các cô chú chị muốn kích hoạt cho bạn này. Thì chúng ta biết rằng là Tỵ Dậu Sửu thì đào hoa cư Ngọ, đúng không ạ? Do đó chúng ta hãy xác định cái phương vị chính nam ở trong phòng ngủ của bạn này, và sau đó tại phương vị này chúng ta hãy sử dụng các cái bức tranh mang tính chất kích hoạt được cái đào hoa. Ví dụ như tranh hoa mẫu đơn là một trong những cái loại tranh mà rất là tốt để chúng ta có thể kích hoạt, hoặc các bức tranh có cái màu hoa mang ý nghĩa sặc sỡ cũng như màu hoa màu đỏ sẽ tốt hơn. Ví dụ như là hoa tiểu hồng môn là một trong những cái hình ảnh của loài hoa mà có thể kích hoạt cái yếu tố đào hoa rất là tốt. Đặc biệt là hoa mẫu đơn là một trong những loại hoa mà các cô chú chị có thể sử dụng để vừa kích hoạt hòa hợp cho vợ chồng, hoặc là kích hoạt cho những cá nhân mà đang trong cái quá trình mà muốn phát triển thêm cái mối lương duyên của mình, tìm kiếm người bạn đời ha.
Đó, do đó rằng là chúng ta hãy căn cứ vào bộ tam hợp để tìm kiếm ra được cái phương vị đào hoa của mỗi người, và tại phương vị đấy chúng ta hãy treo một bức tranh nhé. Căn cứ vào cái không gian thực tế của cái vị trí treo tranh thì chúng ta hãy lựa chọn các kích thước sao cho nó phù hợp với không gian và phù hợp với lại cái mắt, khoảng mắt nhìn của chúng ta, đúng không ạ? Do đó chúng ta cần phải có những cái mức độ thẩm mỹ hơn nữa dựa trên cái việc, ví dụ chẳng hạn một cái bức tường, thường người ta sẽ khuyến khích đó là treo một cái bức tranh có kích thước khoảng là 2/3 với khoảng tường đấy, đúng không ạ? Cũng như là cái chiều cao từ cái mặt sàn lên trên cái vị trí treo tranh nó rơi tầm khoảng là 1m4 hoặc 1m45, nó rơi tầm ngang ngang mắt thôi để sao cho nó hợp lý hơn. Thì dĩ nhiên cái việc này nó còn tùy vào không gian thực tế nữa, nhưng đây là một trong những cái lời khuyên để các cô chú chị có thể lựa chọn đến cái phương án treo tranh ha. Cái không gian thứ ba mà chúng tôi nhắc đến với cái việc đó là treo tranh phong thủy, đó là phòng thờ. Với phòng thờ là nơi mà có yếu tố về âm phần âm hỏa, đúng không ạ, là nơi mà chúng ta thờ tự với thần linh gia tiên cũng như là bà cô mãnh cũng như là gia tiên tiền tổ nhà mình. Do đó đây là không gian riêng tư và có cái yếu tố về âm hỏa. Bởi vậy cho nên ngay từ cái phương án đầu tiên liên quan đến thiết kế không gian là chúng ta đã phải lựa chọn một cái không gian nó mang yếu tố về trầm ấm. Và dĩ nhiên những cái bức tranh mà treo trong không gian phòng thờ này thì nó cũng cần phải có những cái tiêu chí nhất định. Ví dụ chẳng hạn chúng ta sẽ không treo những bức tranh mà có hình thù quái dị ở trong phòng thờ, đúng không ạ? Không treo những bức tranh mà nó có cái yếu tố liên quan đến những cái sự chuyển động quá mạnh ở trong phòng thờ, ví dụ như thác nước hay là những cái yếu tố về cuộn trào như là dòng sông, chúng ta không chọn ở trong không gian phòng thờ này. Mà trong không gian phòng thờ chúng ta có thể lựa chọn một số những cái bức tranh mang những ý nghĩa nó tốt đẹp hơn, ví dụ như là bức tranh thờ các loại hoa, ví dụ như hoa sen là quốc hoa của Việt Nam, cũng như là hoa sen là tượng trưng cho Phật giáo, cũng là một trong những loài hoa mà các cô chú chị có thể lựa chọn. Hoặc là chúng ta cũng có thể treo những bức tranh mang ý nghĩa cắt lành, ví dụ như tranh Bách Phúc là một trong những bức tranh mà được thầy Tăng Nguyên chia sẻ cũng như là hướng dẫn rất nhiều gia chủ treo tại phòng thờ. Trong cái phương án mà hồ sơ phong thủy mà phong thủy Tăng Nguyên đưa ra với rất nhiều các cô chú chị thì cái không gian phòng thờ cũng được thầy Tăng Nguyên hướng dẫn sử dụng treo tranh Bách Phúc rất là nhiều. Thì đây là một trong những cái bức tranh mà các cô chú chị cũng thể lựa chọn để mà tăng thêm yếu tố về phúc khí trong gia đình mình. Bách tức là 100, đúng không ạ? Là trong 100. Phúc ở đây là các chữ phúc được viết theo lối truyện thư khác nhau. Do đó một bức tranh Bách Phúc là một bức tranh có rất nhiều chữ phúc ở trên đó. Nó thể hiện cho bách lộc bách tài, đúng không ạ? Thể hiện cho cái phúc tài trong gia đình mình nó được hanh thông và được trọn vẹn. Bởi vậy cho nên rằng là chúng ta cũng có thể sử dụng bức tranh này để treo. Hoặc là chúng ta nếu như trong không gian đó có thờ Phật thì chúng ta cũng có thể sử dụng một số bức tranh có in hình của Phật Thích Ca Mâu Ni hoặc là Phật Bà Quan Âm để treo trong phòng thờ, thì cũng sẽ tạo ra không gian thờ tự nó được trang nghiêm, ấm cúng và kích hoạt thêm yếu tố về phúc phần cho gia đình mình trở nên tốt hơn. Trên đây là video mà Đức Trung có chia sẻ đến các cô chú chị một số những cái tiêu chí quan trọng trong việc lựa chọn tranh phong thủy. Và để tư vấn kỹ hơn thì các cô chú chị khuyên rằng hãy đến với sự tư vấn từ các chuyên gia thì chúng ta sẽ lựa chọn những phương án cho gia đình mình trở nên một cách tốt hơn. Và nếu như các cô chú chị vẫn còn băn khoăn thì cũng có thể gọi điện đến số 1900292 để được đội ngũ trợ lý từ thầy Tăng Nguyên chia sẻ thêm cũng như là hướng dẫn thêm cho các cô chú chị, và để một không gian của ngôi nhà nó trở nên hài hòa tốt hơn cả kiến trúc, thẩm mỹ và phong thủy, thì hãy có thể là lựa chọn cái phương án thiết kế lên một bộ hồ sơ phong thủy cho gia đình mình thì sẽ đạt được cái sự tối ưu tốt nhất. Các cô chú chị cũng có thể đến trực tiếp văn phòng tại Phong Thủy Tây Nguyên tại cả ba địa chỉ là Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh và tại Đà Nẵng để được trực tiếp đội ngũ trợ lý tư vấn nhé. Hoặc cũng có thể là liên hệ đến số hotline 1900292 hoặc để lại ngay bình luận ở dưới khung bình luận để đội ngũ trợ lý có thể hỗ trợ các cô chú chị một cách tốt nhất ha. Đức Trung xin cảm ơn cũng như là hẹn gặp lại các cô chú chị trong những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.